Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một tin Neuroscience chuyên hãm hiếp phụ nữ ở các cánh rừng cao su đã trở thành nỗi ám ảnh của các chị em. Tin hung thủ không chỉ hãm hiếp mà còn ra tay chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hàng loạt các vụ án nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra khiến cho người dân cảm thấy nơm nớp lo sợ và chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng phải đau đầu ròng rã suốt 5 năm. Chi tiết vụ án này như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Những năm vừa qua, nhiều địa bàn các xã giáp ranh Thủ Dầu Một, Bến Cát và Tân Uyên xảy ra hàng loạt vụ cướp và hiếp dâm có phương thức thủ đoạn tương tự nhau. Hung thủ lợi dụng lúc trời tối vắng người tại các đoạn đường mòn trong các khu rừng cao su để rình rập các nạn nhân là nữ đi một mình rồi lao ra khống chế, đưa vào khu vực vắng giở trò đồi bại và cướp sạch tài sản của họ. Hồ sơ lưu trữ của lực lượng công an ghi nhận, vào một ngày đầu tháng 12, tên Neuroscience gây ra hai vụ án liên tiếp. Ngày 5 tháng 12, chị Vũ Thị H, sinh năm 1977, đi xe máy đến ấp 4, xã Phú Mỹ, thì bất ngờ bị một thanh niên từ đâu nhảy ra khống chế, tát liên tiếp vào mặt. Trong trạng thái bất ngờ và choáng váng, chị H bị hắn lôi vào trong vườn cây gần đó, giật sợi dây chuyền, hoa tai và nhiều hiện vật của chị. Chưa dừng lại, gã côn đồ hiện nguyên hình là một tên Neuroscience, lao vào thực hiện bằng được dục vọng của mình, mặc cho nạn nhân van nài cầu xin. Sau khi gây án, hắn bỏ mặc chị H tại hiện trường cùng với chiếc xe máy rồi biến mất vào rừng cây cao su hun hút. Sau hơn một tuần mới hồi tỉnh và cung cấp thông tin ban đầu cho lực lượng công an, chị H chỉ nhớ được đối tượng dùng áo sơ mi bịt kín mặt, chỉ hở hai mắt, thân hình dong dỏng cao chứ không có thêm bất cứ manh mối nào khác. Khi cơ quan điều tra còn đang trong quá trình tiến hành xác minh đối tượng và thu thập thông tin của vụ việc, thì một tuần sau, vào ngày 13 tháng 12, một vụ án khác lại xảy ra với thủ đoạn tương tự. Lần này nạn nhân là chị Võ Thị Thu Uyên, sinh năm 1974. Khi chuẩn bị cạo mũ cao su thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát và khống chế. Hắn bịt mồm đe dọa chị, nếu kêu lên sẽ giết ngay lập tức. Quá sợ hãi, chị Uyên chỉ biết im lặng để tên côn đồ lục soát lấy đi một chiếc điện thoại di động, tiền mặt, nhẫn vàng và hoa tai. Sau đó hắn sờ soạng khắp người, dí dao vào cổ của chị Uyên, yêu cầu phải cho hắn thỏa mãn mới tha mạng. Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, cũng như vụ án trước, y lại biến mất như một bóng ma. Liên tiếp hai vụ án cướp của hiếp dâm xảy ra trên địa bàn chỉ cách nhau chưa đầy một tuần lễ, khiến dư luận xôn xao và phẫn nộ về hành vi táo tợn của đối tượng. Ban lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đặt quyết tâm phá được vụ án này dù có vất vả khó khăn đến đâu. Chuyên án 141HC đã được thành lập. Trái với những tên tội phạm thường nằm yên nghe ngóng, khi biết cơ quan điều tra đang truy xét gắt gao, bóng ma trong những cánh rừng cao su lại thể hiện sự táo tợn của mình khi tiếp tục gây án. Cụ thể, ngày 25 tháng 12, nhà của chị Nguyễn Thị B, chỉ có cháu Nguyễn Thị L, 13 tuổi, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ở nhà một mình. Đến gần trưa, chị B về nhà lấy dụng cụ cạo mũ cao su thì thấy cửa nhà bị phá, còn cháu L không thấy đâu. Hoảng sợ và lo chuyện không may đã xảy ra với con gái mình, chị B ngoài việc trình báo đã đi cùng với người dân trong xã đút đút đi tìm kiếm khắp nơi suốt đêm. Đến gần sáng ngày 26 tháng 12, cháu L được tìm thấy tại một cánh rừng cao su cách nhà gần 3 km trong tình trạng không mảnh vải che thân. Do kẻ đồi bại không chỉ giở trò thú tính mà còn đánh đập cháu L. May mắn cháu L đã vẫn còn thôi thấp thở. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được thông tin về một vụ án khác. Ngày 7 tháng 1, chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1976, đang làm việc tại một cánh rừng cao su trên địa bàn xã Hòa Hội, huyện Bến Cát, khi một đối tượng dùng tay đè cổ chị xuống đất. Theo phản ứng, chị nợ đánh bật con dao cạo mũ cao su về phía sau, trúng đầu kẻ lạ mặt. Song với sức bốc hơn hẳn chị nợ, kẻ lạ mặt đánh văng con dao mũ cao su của chị nợ và bẻ ngoặt người nạn nhân ra phía sau. Sau khi cướp dây chuyền vàng của chị nợ, hắn lại giở trò thú tính. Chị nợ kiên quyết chống trả. Trong lúc giằng co, chị đã cắn đứt một mẩu tai của tên hung thủ. Bị đau, hắn đánh chị nợ và vội đi tìm mẩu tai bị đứt. Nhận được tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu được tang vật là một mẩu tay phải của hung thủ cùng một số dấu vết chứng cứ khác. Ngay sau đó, gần 20 đối tượng nghi vấn được sàng lọc và triệu tập tại cơ quan điều tra đều là những người bị sứt một bên tai. Trong đó có một người tên Ung Văn Vui, sinh năm 1953, ở ấp An Hòa, Hòa Hội, Bến Cát, Bình Dương, bị sứt một bên tai phải. Quá trình điều tra, y tự nhận mình là thủ phạm các vụ án cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Tóm chuyên án sẽ được kết thúc sau bao vất vả khó nhọc.
Tuy nhiên, với bản kết luận giám định cho thấy mẫu gen của Ung Văn Vui và mẫu gen mẫu tai mà cơ quan công an thu thập tại hiện trường hoàn toàn khác nhau. Quay về Bình Dương, Thượng tá Chính đã có buổi làm việc với nghi can Ung Văn Vui. Trước câu hỏi, anh có phải là hung thủ thật sự của hàng loạt vụ án cướp của hiếp dâm xảy ra trên địa bàn vừa qua không? Tôi làm đó, tôi là thủ phạm, các anh cứ bỏ tù tôi đi. Tuy nhiên, Thượng tá Chính đã đưa ra kết quả giám định ADN và yêu cầu Vui phải khai đúng sự thật của cơ quan điều tra truy tìm hung thủ thật sự của vụ án. Đến lúc này, nhận thấy mình không thể quanh co được nữa, Vui đã khai nhận rằng mình đã nhận bừa là thủ phạm. Lý do được Vui nêu ra rằng bị sứt tay là do vợ mình cắn, xuất phát từ việc vợ chồng cãi nhau. Vui bất mãn và chán đời nên đã tự nhận mình là hung thủ của vụ án để vợ phải xin lỗi mình. Quá trình nhận dạng của các nạn nhân cũng cho thấy nhận dạng của hung thủ khác với nghi can Ung Văn Vui vì Vui to béo chứ không trông giống cao như kẻ gây án. Câu hỏi được đặt ra là bóng ma trong các trường cao su là ai và hắn đang ở đâu? Khi các mũi trinh sát vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ truy tìm hung thủ, thì vào lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 4, lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ làm nhiệm vụ trong khu vực 4.200 hectare rừng cao su của một lâm trường tại huyện Tân Yên phát hiện một thanh niên đang đi lang thang trong khu vực không có giấy tờ tùy thân. Điều gây chú ý nhất cho lực lượng bảo vệ chính là thanh niên lạ mặt này bị sứt một bên gốc tay phải. Nghi đây là hung thủ vụ án nên tổ tuần tra đã đưa người thanh niên này về trụ sở công an Tân Uyên để làm rõ. Tại trụ sở cơ quan điều tra, thanh niên khai tên Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1977, ở tại ấp 4, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, làm nghề lao động tự do. Khi Thượng tá Chính hỏi về mẫu tay bên phải của Điền bị sứt là do đâu, Điền khai nhận là khi đi đốn rừng thuê ở Bình Phước thì bị tai nạn lao động. Thượng tá Chính hỏi tiếp, anh bị tai nạn lao động như thế nào mà lại sứt một bên tay như thế? Tai nạn lao động thiệt mà, sao cây lộ ô đổ vào bên tay mà đứt mẫu tay như thế? Bị hỏi vặn, Điền khai qua loa và cho rằng cơ quan điều tra đã bắt nhầm người. Y không phải là hung thủ đã gây ra các vụ án như cáo buộc. Sau một hồi thẩm tra, Điền yêu cầu được khai lại. Y thành thật rằng, do bán đất nên có chút tiền, Điền đã rủ bạn bè đi uống bia ôm ở khu vực ngã tư Sở Sao, xã Định Hoa. Trong khi vui vẻ thì một cô tiếp viên cắn vào tai. Ngay lập tức, Thượng tá Chính cử trinh sát đi xác minh thông tin mà Điền vừa khai nhận. Qua rà soát kỹ lưỡng, cơ quan chức năng nhận thấy Điền đang quanh co, khai gian dối để che giấu một hành vi mờ ám nào đó của mình. Trong khi các chứng cứ của nhiều vụ án trùng khớp cho thấy Nguyễn Văn Điền chính là nghi can số 1 của vụ án. Tuy vậy, vẫn chưa thể khẳng định được liệu Điền có phải là hung thủ hay không. Một lần nữa, Thượng tá Trần Văn Chính quyết định ra Hà Nội, có mặt tại Viện Khoa học Hình sự. Sau nhiều ngày liên tục làm việc, phân tích ADN từ mẫu tóc của đối tượng Nguyễn Văn Điền, so sánh với kiểu gen của đối tượng để lại hiện trường trong vụ án của chị N và các dấu vết khác, đặc biệt là mẫu tai hoàn toàn trùng khớp. Điều này cho thấy hung thủ của hàng loạt vụ án mà chuyên án 141HC đang truy tìm bấy lâu nay chính là Nguyễn Văn Điền. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!